Có người là ướt lên não mưa đó. Thank you.
khỏi tao về sớm hết. Còn cây cũng không mua
trong bạn bè là chúng ta thấy. Thì giờ là nó không được rồi. Ồ, chị ơi. Bây giờ em biết rồi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Em đất lúc đúng lúc có thời cầm bắt lửa rồi mà không thấy rồi đây. Ăn từ 6 giờ bán 1 2 giờ 2 trăm rưỡi chứ 7 rồi. Đi ra ngoài đây cho nó cái này rớt luôn rồi hả? Để luôn rồi, không để luôn rồi. Còn nó biết bữa lấy cái đồ cột lại rửa rồi. Vô nước á. Tưởng thằng nào 10 cái nữa chứ. Nhà bự bự á, nhà lầu á. Lên cái nhà Yến là tới cái nhà lầu là nhà ổng á. Đứng cái này. Nhà không lỡ đâu. Lỡ hả? Lỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ta là
coi là vợ đó. Chết rồi, hết bao rồi. Khi nào đủ không trời?
đường miếng tự đó. Lạc Tánh xa quá chị ơi, có 50 ngàn xa quá em đi ship không được. Xa quá. Đồn Nguyễn Thị nè. Nguyễn Thị đồ. Xa lắm à. Cái miễn phí rồi, tại vì cô Phạm sai nó miễn phí rồi đó nè. Được. Thank you.
Thank you.
thị làm mát. Ba chục ngàn có chưa? Bảy cái à?
mà nó nước không, chân đã ghẻ rồi Tiên ơi. Thì thôi.
vậy? Nhiều à? Ba bịch rồi, hai bịch rồi, còn 10 cái thì nhiều còn về á. Hai cái này đó không. Hai bịch đó là được rồi. Không gì cả. Mắm nhím chai gì nghĩ sao? Mắm một quên mua chứ. Nếu như ba bịch đó là ăn dư chắc rồi. Cái này ăn của gì này? Cái gì ai?
Mời có cả đối tượng.
Dưới trời sao con mất mía à, tốn tiền quá à, mình hết thở thở chắc con mở ép thì nó ly hả. Ah!
Mẹ quên bắt đá. Mẹ là hít ảnh nha. Hít đá thôi. Đánh lắm. Nhanh. Là ai ăn trên này đi. Ăn đi, giỡn á, suy nghĩ nha, rồi dọn nha. Có cái gì?